Em tôi có xin việc làm ở một số trang trên mạng Facebook và đã bị lừa đảo vào Đồng Nai làm ở quán cà phê trá hình. Và em tôi không chịu và đã bị đánh đập và ép kích dục cho khách. Rồi, em vô quán anh, tụi anh khỏi lại đi. Sao anh chạy? Giống như con bé này nó chưa đủ tuổi thanh niên à. Nó bị bọn lừa đảo bán vô quán anh đúng không? Không biết được đó, kêu nó đi 18. Ý là tự nó xin vô hả, nó bán cho anh? Tự xin hay là anh mua? Không, có người á. Ý là hỏi con bé này bị bán vô hả, là anh mua hả, là anh ấy chuyển người ra, người ta dẫn vào đấy. Dẫn vào là bán vô, bán dẫn vào anh, có phải bỏ tiền anh mua không? Ý là anh có mua bán gì nó không? Không, mình trả tiền phí cho người ta. Tiền phí là tiền gì? Phí gì? Phí giới thiệu á. Là giới thiệu phí bao nhiêu? Giới thiệu mấy triệu á. Mấy triệu? Hai đứa ra luôn. Anh công tác ở đâu? Thì giờ không công tác thì tôi là người dân. Tôi nghe một đứa bé nó dưới tuổi thanh niên. Nó bị lừa bán vô trong quán như thế này. Sao em? Sao áo mặc đồ đâu, sao mặc vô con? Vô mặc đồ vô em. Vô quán là phải vậy hả? Vô tiếp khách phải vậy hả? Kệ quay bé. Đứa bé nó chưa đủ tuổi thanh niên. Mà nó đi bán quán cà phê này thì là quán bán này ở môi giới hay môi gì đó tôi không biết. Nó thẳng vậy đi. Thì nó bị bao nhiêu em giờ nó không làm nữa. Thì cho tôi đưa nó về gia đình nó. Đó thì vậy đó, còn ý anh sao thì anh cứ. Nói chung là em không cản cái khoản đưa. Nói chung là miễn sao trả được cái tiền phí hợp đồng cho em là bao nhiêu? Tiền giới thiệu á. Hai hợp đồng. Dạ. Hai hợp đồng bao nhiêu? Và tiền giới thiệu á. Nè bây giờ đây là cái đó là tiền nhân sự ha. Đúng rồi. Còn đây là tôi nhắn thẳng đây là giống là hình sự rồi đó. Nếu anh nói vậy thì theo ra chính quyền không có như nói chung em không biết được cái khoản giới thiệu đi công việc làm thì nói chung là ai có hợp đồng nó có nợ nặng anh, gì nếu có người giới thiệu là phải có người đó phải lo. Bây giờ giới thiệu nó nợ mà nặng gì anh, nó có nợ anh 100 triệu 200 triệu thì đó là bên nhân sự không biết rồi. Và con bé nó cũng nhận là thì nó có ký, tôi biết là tờ tôi cũng có hàng ngàn vụ đúng rồi. Nó ký vô là giống như cái người chở vòng vô đây rồi tiền mày giờ mày phải lấy số tiền trả người này là 5 triệu 2 triệu 3 triệu gì đó, mày ký vô hợp đồng tao 5 tháng 4 tháng đi làm xong tao cho mày số tiền này nói đúng không? Đúng, nói chung là có người giới thiệu nó nhận là nó trả tiền phí đó. Đó, thì nói chung là nó nhận nợ trả tiền phí thì nó trả tiền phí em thôi. Tôi không cần phải coi cái hợp đồng gì anh hết. Đúng rồi, trước mắt là đã sai hợp đồng rồi. Nếu nó không đủ tiền thì nó sai rồi. Mà thứ mắt là để nó làm đây là làm đã sai, nó là nhận giúp viên như vậy nó đã sai rồi. Còn ví dụ nó đang hỏm mày nợ ở đây, nó mượn nợ anh bao nhiêu đó tôi không biết. Nếu anh muốn lấy số tiền nợ của nó thì anh với em với tôi với bé đó mình đi ra xã bé này đang thiếu tôi nhiêu đó là mình nó lấy lại, nó có bao giờ nó có tiền hả, nên gia đình nó ở đâu ở ngoài Khánh Hòa vô kịp thì được gửi tiền anh hả, còn chuyện công an làm gì đó thì còn đó, cái đó là cái ý của tôi, còn ý như thế nào anh thì tôi không biết, đó là như vậy. Nói chung là tại vì đứa bé này nó rất là nhỏ hay không, cái này em không biết thì nói chung nói chỗ anh em với nhau á, em nói thẳng với anh em làm ăn thôi tôi biết xong làm ăn càng giờ giữa em không ngăn cản làm ăn nên em, tôi mới dễ dãi chứ không phải tôi gài anh vô tôi quay phim đang kích dịch đang sao hết hiểu không đúng không đó mới dễ dãi không trước nói em trước em không nhà em không biết nhưng mà giờ đây em có nhà đó, nói chung là như này ở trong nhà là sao không em cứ nói đấy ở nói chung là ở đây là hồi trước không có nhà là như nào em chưa hiểu. Còn giờ em nói tiếp theo này có nghĩa là em không ngăn cản là cái việc nó là về hay không về, nghĩa là nó quá thoải mái cho nó về đúng không, nó về nhưng nó mượn, nó nhờ em là cái khoản tiền đó nó mượn em giờ, em chỉ yêu cầu là trả lại để đúng tiền phí này là có thể rồi, ok thì ok là cho nó về thôi, không ngăn cản đấy cho anh em nói thật rồi thì anh nói đâu đó là tôi biết giờ thì cái ý tôi là như vậy thì đó hai ý mình là khác nhau rồi giờ ví dụ như vậy thì giờ anh với tôi đi ra xã để mình là cái số tiền mà nó thiếu anh sao á rồi thì nhưng mà bây giờ hai đem em nó xuống đây vậy ạ. Trung tâm nó giới thiệu không đây. Tự em nó đi xin. Trung tâm giới thiệu hôm nay là môi giới hả? Chúng tôi là môi giới phải không? Nó môi giới vậy là một đứa vậy là anh phải trả cho nó bao nhiêu?
nó môi giới, một đứa anh phải trả cho nó bao nhiêu? Tiền rồi đó là 6 triệu anh. Làm một đứa nhờ 6 triệu môi giới, 6 triệu không có lực nào. Môi giới việc làm cao lắm là 150, anh hiểu không? Còn coi như trung tâm giới thiệu nào? Còn cái này giới thiệu bán con người vô mới là 6 triệu. Anh hiểu không? Anh gọi liên hệ với cái người mà môi giới. Kêu hai đứa lấy đồ đâu, nó cả đậu con đâu, dọn đồ hết vô. Rồi, em dọn đồ luôn anh. Cái giới làm sao? Em không sao đúng không? Mẹ em đang làm việc, em phải về. Chứ là em cũng đang làm tiền anh. Có nghĩa giờ con muốn làm ở đây hay là con muốn về? Cho nhanh như vậy thôi chứ mình nói gắn gọn. Em chủ yếu em cho trả lời mày nói về thì em nói về không đó. Không có về. Ở đây giờ con không có sợ bất cứ cái gì mà ăn hiếp nữa hết trơn, không có sợ phải không? Phải là con sợ nhưng mà mẹ con bệnh nên con phải xin mượn tiền, chính mượn tiền của anh lúc em phải về. Có bao giờ nói trước với anh chị đâu, tự dưng đùng cái hôm nay người ta tới thì em nói. Thầy em nói từ hôm qua hay sáng nay anh chị vẫn giải quyết cho em. Giải quyết cái cho về đâu. Con quéo đâu. Con em của em nè. Nó không hề nói. Nó xin về, ông em bị bệnh, đang bệnh nặng ở nhà nè. Xin về. Thà nó nói nhưng mà nó không nói. Là nói không, luôn. Em. Có nói nha. Quần áo con đâu? Vô lụm hết quần áo con em ở đây. Đi vô lụm. Vương ngồi đây. Vô lụm quần áo ơi. Đi vô. Nó không hề nói gì. Gọi cho mấy cái người môi giới lại đây đâu. Môi giới thì ở xa cơ chứ đâu có phải ở đây đâu. Mấy đứa cứ ở trong trọ, ở trong nhà tí nữa rồi từ từ anh giải quyết cho. Xe chạy ra ngoài đi. Kêu bé chạy ra đây. Người ta mới 14 tuổi mà giờ anh giữ lại đi, con có xách đồ. Em kêu nhỏ em cứ xách đồ, không có vô nhà ra nữa. Nếu người ta không hợp tác. Không đi đâu hết á. Tao mày cái căn đi. Cứ kêu nó xách đồ hết ra đây. Mẹ em vẫn lấy hình em chưa người về luôn á. Không phải, tại vì em nó không nói. Mình cũng vừa phải thôi, hiểu không? Tôi không muốn phải làm. Nó không nói gì hết. Không muốn làm căng. Dưới em vượt luôn. Chỗ làm ăn em hiểu dính chỉ nói không hiểu không? Hôm qua nó gì anh? Em vẫn cho nhưng mà đây nó không nói gì hết. Dính em đối xử với anh, đối xử với em. Thôi con bé con quần áo ra ngoài đi, còn anh muốn giữ lại thì cho giữ đi không? Nhưng mà em nằm viện. Mọi người mà đang quay nữa, mọi người đi em hiểu không? Nhưng em đừng đối xử anh thế, hiểu không? Anh chị tốt với em mà quá bài luôn, bài xin em về. Đợi em xin ơi. Em nói với anh nè, chỉ chị nè, muốn tốt sao anh chị cho nó làm cái công việc này. Nói chuyện với anh sao tốt được. Này, sao em nói với anh nè. Anh nói. Rồi, em nói gì anh nữa. Có nghĩa là không ai giúp mấy đứa, anh hiểu không? Hôm nay nói em chỉ muốn là chứ em là người mượn tiền của anh cho. Đi lên xã, đi cho công an. Nói là đi cho công an. Là em muốn chốt ở hôm nay, nếu đẹp chốt em chốt tao ngồi cho bố hiểu không? Mình không có cái gì. Bây giờ xếp đồ lấy đồ ra, xếp đồ lấy đồ ra, lấy đồ ra, lấy đồ ra. Ơi, đi ra ngoài. Thằng kia đi ra ngoài luôn. Kêu ngoài hai đứa bé ra, chở ra ra ngoài xã, không có nói nhiều. Đi. Ừ, em đây. Các thứ anh chị vẫn cho. Mẹ người mà lấy đầu ra không? Mày muốn về nhà gặp ba lần cuối không? Ra mà nói nhiều chị. À đấy được. Con cứ ra đi. Từ đang gọi rồi. Cho em gọi ai gọi đi. Anh điện cho ai vậy đó? Không phải điện ai, nhưng nghĩ em đã từng xem những hiệp sĩ ở dưới đây. Rồi, em biết. Tôi muốn làm ngắn gọn. Tụi em làm anh làm khó dễ vậy là anh càng chết, anh thấy không? Không phải khó dễ. Đó, tôi muốn làm nhanh. Nhưng mà anh phải thông cảm cho em đúng không? Ví dụ em thông cảm cho mấy đây là báo tôi đã phân tích anh nè. Dạ, báo là người ta muốn làm cho anh đàng hoàng. Tôi nói nhưng mà nó muốn thì 20 triệu thôi, không nói nhiều. Cái nó nói giá thấp cái 20 triệu thì giờ mình xui rủi thì bắt 6 triệu thôi cho nó về cho yên. Như vậy giờ là tỉnh không làm anh tới nay nữa, tôi cùi anh. Em có cản đâu. Tỉnh không làm anh tới nay tôi cùi. Em có cản đâu đúng không? Em không cản. Đừng có nói mà điên xả. Thì em không cản. Bởi vì nó nói nhỏ nhẹ thôi anh ơi, nó vậy. Vậy thôi.
giờ thôi cho nó về, rồi ví dụ anh nó có mất tiền bạc, có ký hợp đồng gì thôi, giờ anh em mình ra xã đi. Anh không chịu là không chịu. Không phải không chịu mà anh nhiều người nhưng tôi cảm nhận được cản nó, hiểu không? Nhưng mà giờ những trường hợp anh hai đứa, anh hiểu không? Anh nếu mà anh lâm vào tình trạng như em, có nghĩa là má kia mẹ nó giờ nó bệnh hoạn nó gặp. Nhưng mà đâu nó có nói với em đâu? Anh hiểu không? Mà đơn giản là xuống đây là một cái vấn đề của này đã chưa? Đã. Anh nắng quá. Anh hiểu không? Khi tụi này mà xuống xuống đây như vậy. Công an xã xuống đi. Gọi trưởng công an xã xuống nhà chứ đừng có gọi mấy công an viên xuống. Để cho nó lên báo rồi. Còn cái vị trí cho nó còn nằm mà đó. Ở đâu nhưng mà ý là em nói với anh là đang nói giải quyết cho nó hòa thì anh hiểu không? Sao ơi. Sạc cái này á. Ý là anh đang đợi công an xuống hả sao? Ok quá em. Chỉ muốn thấy công an cũng đến đây anh xác minh thôi. Chứ không có cái gì đo đếp cả. Alo. Dạ em mới đợi hiệp sĩ anh ơi, mà đứa bé này nó sinh năm 2004 nó mới 15 tuổi thì nó cũng bị cái đám. Mình có báo pháp luật rồi, người ta xuống đây thì người ta muốn đưa đứa bé về, mà giờ giống như là người ta chủ quán mà sợ bị lừa đảo. Em là Lâm Phạm đây nè. Thì có nghĩa là tại vì anh thấy lâu anh ấy chứ. Đúng rồi, người ta không tin á. Ở trong kho quá tạ. Rồi có điện anh không tin tôi nè. Áo nè, đã điện tôi cái số điện thoại nè, anh nè. Gọi lại đi. Áo đi. Gọi lại, tôi để em kiện không lại. Nãy giờ cũng trình bày anh rồi đó, thì em kêu thôi nói giọng tiếng nói với quán tiếng rồi cho hai đứa về đi, chứ em nói giữ cũng không có được đâu. Tôi cũng cố đi ra xã còn mấy người dân mà thẻ gì. Là người dân mà chứng minh, anh muốn lấy chứng minh, tôi có chứng minh. Anh kêu cái anh nó chạy xuống đây, còn tôi bây giờ chạy lên trển. Anh là người dân, anh có chứng minh lấy không? Mày lung, mày lung. Đâu anh, mới là... Đây nè, anh nhận cái áo tôi nè, ông điện tôi xuống điện thoại tôi nổi chuông nè. Họ muốn coi gì tôi... Ông xuống không anh? Ừ, để anh chạy xuống đi. Kêu anh tranh thủ đi. À, hiện tại là bên chủ quán đang nhờ bên công an xã xuống để xác minh đội có phải là đội giải cứu mấy đứa bé này hay không. Có thể anh đang yêu cầu đội bên công an xã xuống. Hiện tại anh xã, có nhờ bên công an xã, không biết công an xã là cái gì của anh đó. Không biết được ha mọi người ha. Hiện tại đội đang đợi.